Alo, xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án nữa. Một cái dự án gọi là Tipcoin. Đây là một cái dự án liên quan đến Twitter mọi người nhé. Dự án này thì chúng ta sẽ đăng bài, like, retweet và comment cái tip của nó thì mình sẽ được cộng điểm. Dự án này thì mình đã đăng lên kênh của mình khá là một hai tin rồi. Nhưng mà một số bạn có hỏi không biết cách kiếm point của nó như thế nào thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta ấn vào cái link ở bên dưới video, phần mô tả là phần hiển thị thêm ấy. Đây là một cái bài viết của mình thì các bạn vào đây like và retweet cho mình nhé. Ở đây mọi người thấy cái chữ Tipcoin bên cạnh thì các bạn ấn follow cho mình nhé. Ở dưới thì mọi người ấn like này, retweet này, reply vào đây cho mình nhé. Ấy, khoan đã thì mọi người sẽ copy lại cái tip này này. Đấy, comment cái này nhé. Chúng ta comment cái này. Đấy. Ok cũng được nhá. Đấy. Rồi, còn nếu mà các bạn muốn retweet với lại qua từ tweet ấy thì các bạn ấn vào đây, ấn qua từ tweet này. Các bạn cũng đăng này. Đấy, các bạn đăng lên cái bài của mình. Rồi, ok. Tiếp theo thì mọi người vào đây thì mọi người ấn vào cái chỗ tip coin này nhá. Các bạn follow cho mình này. Tiếp theo nữa là các bạn ấn vào cái chỗ link này, link của web của nó này. Tại vì nó không có rep đâu, mình cũng không để link nhé. Các bạn cứ vào bài viết, sau đấy ấn vào cái tip coin, sau đấy ấn link là được. À, đấy, thì ở đây thì các bạn sẽ login với lại Twitter của mình nhé. Các bạn connect đến Twitter của mình này. Dự án này thì thấy ở trên Twitter ấy có rất là nhiều KOL đã gì nhỉ? FOMO cái dự án này khá là nhiều. Vì thế cho nên là chúng ta làm một vài ACC để xem thế nào nhé. Đây, ở đây thì chúng ta ấn vào sale này. Chúng ta chia sẻ này. Chia sẻ lên Twitter nhé. Đây. My first Bitcoin này. Tích. Rồi. Tiếp theo nữa là retweet này. Chúng ta retweet một bài viết này. Đấy. Like này. Retweet này. Đấy, ở dưới thì các bạn có thể bình luận nhé, các bạn có thể bình luận cái này này, đấy vẫn là cái của mình thôi, love project cũng được. Rồi rồi coi như xong nhá, thì các bạn ấn vào check status nhé. Rồi nó màu xanh này là được này. Tiếp theo nữa là chúng ta ấn vào earn point này, thì nó sẽ có ở dưới này một số point ở đây thì chúng ta sẽ dịch ra nhỉ. Kết nối với Twitter này, liên kết Twitter của bạn với tài khoản chip của bạn, gửi tin nhắn tham gia, bắt đầu kiếm điểm này, khẳng định yêu cầu các thứ này thì chúng ta ấn vào bắt đầu ngay bây giờ. Ở đây thì các bạn thấy là chúng ta được 100 cái điểm này này. Đây là điểm của mình nhá. Thì mình chưa làm cái gì và nó cũng chưa cập nhật mọi người nhá. Thì nó sẽ cập nhật sau, vì thế cho nên là chúng ta cứ ví dụ cái bài của Ad nhá, cái bài của Ad này thì mọi người cứ lên like comment cho mình nhé. Tức là mỗi ngày thì ad sẽ ra một cái tip như thế này, một cái bài đăng như thế này thì các bạn cứ lên like, retweet cũng như là bình luận nhé. Hoặc là các bạn thấy những cái bài của những cái bạn khác, ví dụ ở đây, ví dụ các bạn thấy những cái bài của các bạn khác cũng đăng này, ví dụ ở đây nhé, ad này thì chúng ta đăng retweet này, vào đây chéo này, các bạn ấn vào đây post này, ok anh cũng được. Đấy. Rồi, tiếp theo nữa những cái bạn ở bên dưới này các bạn cũng thấy chúng ta theo dõi bạn Luca này. À, thấy bạn Luca có đăng này. Đấy, nó đã đánh cắp chai của mình rồi cho nên là mình làm ấy nhá các bạn nhá. Mình làm từ từ thôi mọi người nhá. Nó đánh luôn cái ấy của mình đấy. 1 ở 4 những cái gì nó cùng. Không biết cái nào cùng nhau đây. Đây. Nó đánh cắp cha mình rồi đấy mọi người. Hai. Có những cái trùng nhau ấy. Ba. Bốn. Cái nào trùng nhau thì mình ấy nhé. Đây. Đấy. Nó đánh spam mình rồi đấy mọi người ạ. Continue. Tức là mình dùng like, retweet, bình luận nhanh quá ấy, mọi người. Thì chúng ta cứ làm từ từ mọi người nhé. Đấy như cái bạn này, bạn John Võ này, bạn có ấy này,
bạn có làm cái tag như thế này luôn này, thì mình chúng ta ấn vào like này. Đấy. Retweet này. Ở đây chúng ta vào đây bình luận này. Post này. Ok, bác. Rồi, đấy thì chúng ta cứ làm từ từ nhá, chúng ta cứ bình luận từ từ. Hình như là một hôm thì chúng ta sẽ nhận được cái chỗ này, mentor này. Chúng ta sẽ reply là chúng nó sẽ tính là 50 lần, tweet là chúng ta tính 5 lần. Đấy, tip nữa thì hàng ngày nó sẽ thống kê ở đây và nó sẽ có điểm cho mình nhé. Thì hình như là sau 7 giờ tối gì đấy thì họ mới mới chụp nhanh, tức là họ mới tính toán ấy. Thì còn bây giờ thì mình làm thì nó chưa tính toán đâu. Thì chúng ta ấn vào start này này thì nó chưa có tính toán point cho mình này. Đấy, nó chưa có tính toán point đâu. Đấy, vẫn là 100 thôi mọi người nhé. Thì khi mà nó tính toán thì cái ở trên airport point này thì nó sẽ kết thúc này, nó sẽ có point cho mình này. Tiếp theo là cái phần claim này thì là khoảng 81 giờ 13 phút 39 min 39 giây thì nó sẽ cho chúng ta cái, nó sẽ end cái POC 1 các bạn nhé. Đấy, chưa biết là cho claim hay không nhưng mà nó sẽ end POC 1 trong khoảng mấy đây, 3 4 đây, 5 đây nữa nhỉ. 4 đây nữa. Đập đấy. Đấy thì bây giờ thì chúng ta cứ làm đi nhá mọi người nhá. Đấy, link thì mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm cho các bạn tham gia cái dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.